Theo như bà con thì ngày hôm nay ngày thứ ba chủ phiên giao dịch giá cà phê tăng hay giảm bà con? Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì tăng giảm tại chiều bà con nha. Sau đây là bà con mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và giá tiêu tại địa phương gặp tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba xem thử ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta tiếp tục có tăng mạnh bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn trong ngày tháng 5 năm 2024 tăng lên 44 đô lên 4.127 USD trên tấn. Kỳ hạn trong ngày tháng 7 tăng 53 đô. Kỳ hạn trong ngày tháng 9 tăng 52 đô. Kỳ hạn trong ngày tháng 11 tăng lên 43 đô. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức trung bình. Thưa bà con, trả về chiều tăng tại sàn cà phê London thì chục phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica thì có giảm nhẹ trở lại bà con nha. Giá cụ thể ghi hàng trong ngày tháng 7 năm 2024 thì giảm 4,20 cent xuống còn 227.65 cent trên pound. Kỳ hàng trong ngày tháng 9 giảm 4,40 cent. Kỳ hàng trong ngày tháng 12 giảm 4,35 cent. Kỳ hàng trong ngày tháng 3 giảm 4,25 cent. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phụ hoàng mời bà con theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.